Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video báo giá cập nhật những mẫu xe sang lướt tại Salon ô tô Vạn Lộc, địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết về những mẫu xe này thì anh chị và các bạn hãy đến với Salon ô tô chúng tôi hoặc gọi điện ngay đến số hotline 0985028888 và 0915386666 sẽ được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Vạn Lộc Auto cam kết bán xe có bảo hành chất lượng xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bảo test hãng, check hãng toàn quốc. Và mẫu xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là một chiếc SUV thể thao sang trọng đến từ Anh Quốc, chiếc Range Rover phiên bản Sport HD sản xuất vào năm 2013 và đăng ký lần đầu vào năm 2015. Xe mang tên cá nhân biển Hà Nội 30A55504. Xe được trang bị ngoại thất trắng và nội thất màu ghi sáng. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc Sport HD 2013 với mức giá là 2 tỷ 450 triệu đồng. Chiếc xe thứ hai là chiếc Range Rover phiên bản Sport Autobiography sản xuất vào năm 2011. Xe được trang bị ngoại thất với hai tông màu đen và ghi xám rất là nổi bật. Đi cùng với đó là nội thất màu kem. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc Range Rover sản xuất năm 2011 tên cá nhân biển Hà Nội rất đẹp 329A36688 với mức giá là 1 tỷ 550 triệu đồng. Tiếp đến là một mẫu sedan hạng sang đầu bảng đến từ nhà Mercedes-Benz, chiếc S500 sản xuất vào năm 2016, đăng ký lần đầu vào năm 2018. Xe của một chủ từ đầu, tên cá nhân biển thành phố. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc S500 2016 với mức giá là 3 tỷ 530 triệu đồng. Tại Vạn Lộc Auto đang giới thiệu và chào bán 3 siêu phẩm Mercedes-Benz GLS 400 sản xuất từ các năm 16, 17 và 18. Và chiếc đầu tiên là chiếc GLS 400 sản xuất vào năm 2017, màu đen và nội thất màu nâu. Xe mang tên cá nhân biển Hà Nội, ốp đô của xe là 3,9 vạn mai, giá chào bán là 3 tỷ 550 triệu đồng. Thêm một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn đến từ nhà Mercedes-Benz nữa, đó chính là chiếc S450 sản xuất vào năm 2017, đăng ký lần đầu vào năm 2018. Xe của một chủ từ đầu, tên công ty, xuất hóa đơn 2,3 tỷ. Được trang bị ngoại thất đen và nội thất màu nâu và ốp đô đi được là 1,6 vạn mai, giá chào bán là 3 tỷ 250 triệu đồng. Tiếp đến là một mẫu siêu lướt GLS 400 sản xuất vào năm 2018, màu trắng và nội thất đen, xe của một chủ từ đầu, tên công ty, xuất hóa đơn, ốp đô của xe là 1,8 vạn mai, mức giá chào bán cho chiếc xe này là 3 tỷ 980 triệu đồng. Một chiếc sedan hạng sang cỡ trung đến từ nhà Lexus, chiếc ES250 sản xuất vào năm 2016, màu đen và nội thất màu nâu, xe mang tên công ty biển Hà Nội 30E65533, ốp đô của xe là 4,3 vạn km, mức giá chào bán là 1 tỷ 665 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc Evoque màu xanh và nội thất màu nâu, sản xuất vào năm 2013 và đăng ký lần đầu. Xin lỗi anh chị và các bạn, là chiếc Evoque sản xuất vào năm 2012 và đăng ký lần đầu vào năm 2015. Xe mang tên công ty, xuất hóa đơn. Và Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc Evoque 2012 với mức giá là 1 tỷ 135 triệu đồng. Và đừng rời màn hình, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong để khám phá thêm những mẫu xe mà ngày hôm nay Vạn Lộc Auto đang chào bán. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chào đón quý anh chị và các bạn đến với salon chúng tôi để trải nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm của Salon ô tô Vạn Lộc. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ có giá tốt nhất cho anh chị và các bạn nào thiện chí nhiệt tình đến xem xe. Như ngay lúc đầu thì tôi có giới thiệu là Vạn Lộc Auto đang chào bán 3 chiếc xe Mercedes-Benz GLS 400. Và chiếc thứ 3 đó chính là chiếc GLS 400 sản xuất vào năm 2016 nhập Mỹ, màu đen và nội thất màu kem, xe mang tên cán của một chủ từ đầu, tên công ty, xuất hóa đơn 1 tỷ 1 và đã đi là 3,5 vạn km. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 3 tỷ 250 triệu đồng. Với tài chính trong khoảng dưới 800 triệu,
thì Audi Q5 sẽ là một sự lựa chọn để anh chị và các bạn có thể cân nhắc. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc xe Q5 sản xuất vào năm 2011, đăng ký lần đầu vào năm 2012, nhập Đức, tên cá nhân, màu trắng và nội thất màu kem, xe còn rất mới và đẹp và mức giá chúng tôi đang chào bán là 785 triệu đồng. Và cuối cùng đó chính là mẫu xe Ford Explorer sản xuất vào năm 2016, đăng ký lần đầu vào năm 2017 của một chủ từ đầu, tên cá nhân, gốc thành phố. Odo của xe là 5,8 vạn km, được trang bị màu đỏ và nội thất màu kem, mức giá chào bán là 1 tỷ 495 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe mà tôi vừa mới giới thiệu thì Vạn Lộc Auto còn đang trên đường về rất nhiều những mẫu xe sang siêu lướt, siêu đẹp để phục vụ quý khách hàng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị và các bạn tìm hiểu và sở hữu những mẫu xe theo yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và uy tín. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh video giới thiệu xe của Vạn Lộc Auto. Hãy chia sẻ và bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.